Trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta có những tình yêu chọn vẹn, và cũng như có những lúc tình yêu chúng ta đó không được chín mùi dở dang. Thì trong khoảng thời gian đó, lúc nào chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian để nhớ lại những cái thời gian ngọt bùi với nhau. Em xin gửi bài để nhớ một thời ta đã yêu của nhạc sĩ Thái Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.